Chàng xưa kia lúc nhàn dạo chơi khắp môn phường, cảnh xuân tươi tìm hiểu việc đời nhiều nơi. Dạo chơi tiêu khiển lúc nhàn, nào ngờ đâu gặp chuyện ly kỳ. Dừng bước lại xem cho rành, thấy người hoặc mồ khóc than. Ông mới hỏi qua cô hỡi, mà ông làm như vậy, xin cô phân cho tôi tưởng. Cái nấm mộ này là của ai? Dạ thưa ông, tôi đây thật qua phù. Hãy subscribe.